Với rất nhiều khán giả, một trận đấu mỹ mãn nhất luôn phải có thật nhiều bàn thắng. Hay chăng đó phải là một màn đọ sức phân định kẻ thắng người bại, giống như knockout trong quyền Anh vậy. Ít người sẽ cảm thấy hứng thú khi trận đấu buộc phải chia điểm. Nhưng khi đây là màn hội ngộ giữa Liverpool và Man City, xin hãy rút lại những quan điểm thông thường đó và để nó vào một góc. Bởi vì rõ ràng là người hâm mộ phải thực sự may mắn để được đắm chìm trong những khoảnh khắc đỉnh cao của cả một năm như thế được. Chiến thuật đỉnh cao, những phương án đáp trả tài tình của những câu lạc bộ có thể xem là mạnh nhất thế giới thời điểm này. Tất cả tạo nên một tuyệt phẩm đỉnh nhất, bất kể cái kết cuối cùng đôi khi là chưa được mỹ mãn. Liverpool và Man City vốn cũng đã là siêu kinh điển của bóng đá thế giới trong ít nhất là 5 mùa giải trở lại đây. Cặp đấu này đã khiến cho El Clasico mất đi vị thế của mình sau khi hai người biểu tượng vĩ đại nhất đã không còn xuất hiện. Sự tổng lực trong cách chơi, ăn miếng trả miếng diễn ra liên tục. Bóng thì hiếm khi nào dừng lại, tạo nên một sự liền mạch để tất cả mọi người hâm mộ đều có thể say đắm. Những trận đấu ở Premier League thì vẫn luôn được đánh giá là có mức độ chuyên môn cao nhất tại châu Âu. Tốc độ, sức mạnh, những chiêu bài phối hợp thật nhuần nhuyễn và một cú dứt điểm dứt khoát. Mọi thứ được nâng lên một tầm cao mới khi mà Jurgen Klopp đến Liverpool tạo nên một triết lý gegenpressing rực cháy. Còn ở thành Manchester, đó là Pep Guardiola và phong cách chơi bóng mạch lạc, thanh lịch, thừa hưởng những tinh túy của Tiki-Taka trước kia với những cầu thủ xuất sắc nhất. Jurgen Klopp và Pep Guardiola thì vẫn là hai huấn luyện viên có mối quan hệ khá thân thiết. Anh hùng trọng anh hùng, đó là lý do mà họ thường xuyên có những buổi đàm đạo sau trận đấu dài hơn thường lệ với nhau. Chẳng ai quên được cách mà Pep Guardiola vui mừng như một đứa trẻ với cú đập tay trong trận hòa 2-2 với đối thủ của mình vào mùa 2021-2022. Bất kể, đội bóng thành Manchester đã liên tục giành danh hiệu Premier League trong 3 mùa giải trở lại đây. Vượt qua Liverpool chưa bao giờ đơn giản. Trận lượt đi mùa 23-24 chứng kiến tỷ số 1-1 từ hai đại diện. Nhưng kịch bản của màn thư hùng này, nó lại không được như nhiều người mong đợi. Bởi vì Liverpool có hơi nhún nhường so với thực tế. Họ chủ động cho thứ bóng đá phòng ngự phản công, tiết chế nhịp độ và bảo toàn sự chắc chắn. Ngôi sao sáng nhất trận đấu đó là Jeremy Doku khi mà anh khiến cho hành lang cánh phải của Jacob gặp vấn đề nghiêm trọng. Song với tỷ số này, Jurgen Klopp cùng với các học trò hoàn toàn hài lòng khi mà giai đoạn đó thì họ vẫn chưa thể đem tới chất lượng thi đấu tốt nhất. Ở ngày thi đấu vừa qua thì khác, vẫn là một tỷ số tương tự, nhưng điểm khác biệt từ phía đội bóng thành phố cảng thì đã quá rõ ràng. Chẳng những họ chứng minh lý do mình đang cạnh tranh ngôi vô địch song phẳng với đối thủ, mà đã có cả một giai đoạn nắm quyền chủ động, khiến cho Man City còn chẳng lên nổi bóng, đặc biệt là nửa sau. Vẫn là một Liverpool hiếm khi nào đủ đầy nhân sự, có tới 9 cái tên phải ngồi ngoài vì chấn thương, song vẫn đem tới một sức sống khủng khiếp trên thánh địa Anfield của mình. Trận đấu khởi đầu với khả năng nhập cuộc tự tin của Man City như thường lệ. Họ liên tục có những sự áp đảo với những cú sút được Julian Alvarez, Phil Foden, Kevin De Bruyne thực hiện. Để rồi trong tình huống ra chân thứ tư, bàn thắng đã tới khá bất ngờ từ nhân vật ít người ngờ tới nhất, John Stones. Tình huống phạt góc đầy toan tính khi Ake chủ động lùi xuống để hòn đá của đội bứt lên, đánh bại Nunez trong pha tranh chấp. Bàn thua của Liverpool đến ở phút thứ 23, chỉ 4 phút sau khi Darwin Nunez kiến tạo cho Luis Diaz ghi bàn mở tỷ số. Nhưng mà rất tiếc là tiền đạo người Uruguay đã rơi vào thế việt vị. Sự bứt lên đẩy cao nhịp độ của lữ đoàn đỏ xuất hiện với sự phấn khích từ những khán đài Anfield. Người hâm mộ theo dõi trận đấu đều hiểu rằng đây chính là The Last Dance của Jurgen Klopp, chiếc đại kình địch ưa thích nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông. Bất kể kết quả sau cùng có thế nào, với chất lượng thi đấu đang thể hiện khiến City phải bối rối, ông cùng với các học trò xứng đáng với sự cổ vũ náo nhiệt như vậy. Những cơ hội ngon ăn trong hiệp 1 của đội chủ sân Anfield đã bị Szoboszlai và Luis Diaz bỏ lỡ, nhưng nó vẫn là tiền đề cho một hiệp thi đấu thứ hai mà sức ép của lữ đoàn đỏ còn đáng gờm hơn nữa. Giai đoạn nửa sau của cuộc chơi là thời điểm cực kỳ hiếm hoi trong mùa giải năm nay mà người ta chứng kiến tuyến giữa hàng hiệu đỉnh nhất của Man City gặp rắc rối. Wataru Endo chính là tác nhân khiến cho Kevin De Bruyne phía bên kia chiến tuyến phải bực dọc trước khả năng thu hồi bóng ấn tượng như thế. Khi mà Rodri ăn thẻ vàng từ cuối hiệp 1, Bernardo Silva phải hy sinh một phần khả năng sáng tạo của mình để bổ sung cho khả năng kiểm soát. Phil Foden và Julian Alvarez đều có một ngày thi đấu ít điểm sáng. Có thể hiểu vì sao mà Man City gặp vấn đề lớn đến như vậy cho tham vọng ghi bàn thắng tiếp theo vào lưới của Jacob. Họ bị đối thủ gỡ hòa từ pha phạt đền của Alexis McAllister phút thứ 50 mà khởi nguồn là từ đường truyền về bất cẩn của Nathan Ake. Thậm chí cũng từ tình huống đó mà Ederson Moraes chừng 6 phút sau phải rời sân và được thế chỗ bằng Stephen Ortega. Nó cũng khiến cho khả năng kiểm soát ở tuyến dưới cùng của Man City có thêm hạn chế,
khiến những cú phất dài đôi khi là bắt buộc. Phút thứ 61, Andrew Robertson cùng với Mohamed Salah xuất hiện. Nhưng chỉ 8 phút sau, Pep Guardiola buộc phải đưa ra những lựa chọn thiên nhiều hơn về kiểm soát trận đấu. Kovacic thay cho Kevin De Bruyne và Jeremy Doku thế chỗ Julian Alvarez. Dù tiền vệ người Bỉ có không hài lòng, thì có thể thấy rằng chất lượng thi đấu cuối trận của City đã được cải thiện. Kể từ sau cơ hội ngon ăn của Phil Foden phút thứ 58, phải mãi đến phút 78 thì City mới có được cú sút tiếp theo. Thầy trò Pep Guardiola nuối tiếc với tình huống áp sát đưa bóng dội xà ngang của Phil Foden, pha ra chân đưa bóng trúng cột dọc của Doku. Nhưng trong suốt khoảng thời gian này, Liverpool liên tục bắn phá với Diaz ở phút thứ 63, Salah, Maka và cả Darwin Nunez trong pha bóng rất thuận lợi phút thứ 71 nhưng bất thành. Càng về cuối trận, có cảm tưởng là The Cop đã rất gần với bàn thắng kết liễu, nhất là khi Doku có một pha taekwondo với Maka, nhưng trọng tài đã bỏ qua và kết thúc trận đấu này. Cả Michael Oliver và tổ VAR được ông Stuart Atwell phụ trách đều lắc đầu, kết thúc trận đấu hay nhất từ đầu mùa giải tới nay ở khuôn khổ Premier League. Cầu thủ chơi hay nhất trong trận đấu này được công bố chính thức sau đó là Virgil van Dijk, với điểm nhấn chính là pha cài người tắc bóng vô cùng ấn tượng trước Phil Foden. Anh có 93 điểm chạm, 4 cú tắc, 4 lần truy cản, 77 đường truyền thành công và 2 lần cản phá. Và cứ khi nào có cầu thủ này trên sân trong một trận đấu sân nhà, Liverpool gần như sẽ không thể bị đánh bại. Cụ thể là họ thua đúng một lần trong 94 trận gần nhất. Còn về phần tập thể, Jurgen Klopp sau trận đấu đánh giá tổng quan về cả trận đấu này. Đó là một trận đấu bóng đá thực sự hay. Đó là màn trình diễn tốt nhất trong hiệp 2 mà chúng tôi đã đem đến trước Man City. Chúng tôi chưa bao giờ thống trị trận đấu nhiều đến như vậy. Chúng tôi chưa bao giờ làm khó họ như thế. Chúng tôi chưa bao giờ đưa ra nhiều quyết định tốt như vậy. Chưa bao giờ dũng cảm như vậy. Thật không thể tin được. Thật đặc biệt. Tôi thực sự hài lòng với toàn bộ màn trình diễn. 10 phút đầu tiên, có lẽ chúng tôi cần một chút thời gian để chuẩn bị. Nhưng sau đó chúng tôi đã hoàn toàn thống trị. Thật là một trận đấu tuyệt vời. Thật là một bầu không khí. Thật là một buổi chiều đáng nhớ. Còn về phần Pep Guardiola, ông cũng cho thấy sự hài lòng. Đồng tình rằng đây là một trận đấu rất hay cho khán giả. Chúng tôi đã khởi đầu rất tốt, nhưng họ là đội bóng đáng kinh ngạc. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc của mình, họ có của họ. Cách họ chơi không hề dễ dàng để đối phó. Chúng tôi chấp nhận điểm số này. Hiệp 1, chúng tôi đã có động lực, rất nhiều cơ hội trong hiệp 1. Và sau khi chúng tôi đã dâng một quả penalty, chúng tôi đã phải chịu đựng. Đó là một trận đấu hay cho khán giả. Vẫn có những sự cố ngoài mong đợi này kia trong trận đấu, như khả năng về quả penalty cuối trận hay là sự không hài lòng của Kevin De Bruyne khi bị thay ra sớm. Nhưng chung quy lại, không có khán giả hâm mộ bóng đá nào lại có thể rời mắt khỏi trận đấu chỉ vài giây cả. Ý nghĩa của màn đụng độ có thể là cuối cùng trong sử sách giữa Jurgen Klopp và Pep Guardiola là một chuyện. Nó nâng tầm thêm cho chất lượng thi đấu đỉnh cao, thanh thoát của những người khổng lồ đã đem lại cho bóng đá Anh và làng túc cầu châu Âu nói chung một tiêu chuẩn mới để thưởng thức. Sẽ có bao nhiêu những trận đấu siêu phẩm để đời như thế này từ bây giờ cho đến hết mùa giải thì sẽ thật khó để đoán trước. Bởi vậy nên, đôi khi thắng thua nó chẳng quan trọng đến như thế trong làng bóng đá. Đôi khi bóng đá là đam mê bất tận, là một bầu không khí cuồng nhiệt, là tinh thần thượng võ ở cả hai bờ chiến tuyến. Đó là thứ khiến người ta mê mẩn với trái bóng tròn đến như thế.